Xin chào các bạn, thì cả ngày vừa rồi chúng ta đã khám phá ở Nara Park rồi ha. Thì đi tham quan một ngày thì cũng đã mệt và bây giờ là buổi chiều, mình đã quay trở lại Kyoto để check in homestay cũng như là nghỉ ngơi và để chuẩn bị cho một cái hành trình của ngày hôm sau tiếp tục khám phá cố đô Kyoto. Nào các bạn hãy đi cùng mình khám phá cố đô nhé. Và bây giờ là đang là giờ tan tầm lên. Cái lượng người đi nó ở tàu nó cũng khá là đông đúc và bọn mình đang khó khăn và tìm đường về homestay. Homestay thì cách ga tàu Kyoto đâu đó khoảng cỡ gần 1 cây, thế nên bọn mình quyết định là đi bộ về cho tới homestay. Và đây là một cái chặng đường dài, cho nên cả nhóm đi cũng khá là cực ở trên cái đoạn này. Đường về thì bọn mình sử dụng Google Maps nên cũng không có khó khăn để về được tới đây. Thì hiện tại là bọn mình thuê một cái homestay ở đây với giá đâu đó gần 5 triệu bao gồm cả phí dịch vụ, thì tất cả mọi người được về đây và đi bộ thì không có tiếp tân hay gì cả, mà bọn mình được gửi mail chìa khóa bằng một cái mã code bắt buộc và tự check in cũng như là tự sử dụng tất cả một cái hoạt động ở đây theo hướng dẫn của chủ nhà. Sau khi đi một chặng tàu điện ngầm nữa, cuối cùng vẫn là hiện tại đang phải mò đường bằng Google Maps về khách sạn này. Từ ga tàu khoảng cỡ về về tới khách sạn còn khoảng cây hai nữa mà đi bộ bằng chân. Có các bạn ngày hôm nay đi tổng cộng 14 cây rồi. Đường xá vắng queo quá đấy. Giờ đèn đỏ sang đường rồi nha. Chào tạm biệt các bạn. Hôm xong hồi vất vả một cây mấy thì mình cũng tìm được homestay nhà mình đây, homestay nhà mình đây. Tự mở cửa tự vào nha. Đây mình vào mình tham quan cho các bạn đây. Có tên là Sakura House ở Kyoto. Thực sự cái homestay này rất chất lượng các bạn ạ. Và thì mình sẽ thấy một cái khu vực quầy tiếp tân. Quầy tiếp tân hình này. Đấy, có búp bê, có brochure, có thêm một số các thông tin hướng dẫn và liên hệ với chủ nhà như này. Đấy, recitation này. Map, các thông tin địa chỉ, đây các hướng dẫn, có thêm cái bồn rửa mặt, nhà vệ sinh. Đây, đây là phần bất ngờ nhất này. Đây, hành lý để đây. Đây, foursome, giường 4 người ngủ chung. Này, đấy, đẹp không các bạn? Đây. Mình bật cái. Đây, có tivi, có phòng khách, có một bộ sofa. Đội kia ông bảo bắt mình ngủ sofa đây nhưng mà thôi kệ, tối nằm ở giữa. Có. Đây là khu vực bếp này, có cả kitchen và bàn ăn, rồi bếp, rồi máy hút bụi, tủ lạnh. Đấy. Đây, ngoài ra đây có cả tủ đồ này. Chất phải. Đấy. Trong này là để những cái đồ linh tinh, gọi là nhà kho đi ha. Lại búp bê tiếp. Nhà này rất thích búp bê. Đây, đây là một cái khu vườn. Các bạn nhìn ra mình cơm kim đèn mà. Đèn này. Host. Bật cái. Kiếm cái công tắc để bật. Còn đây là review nhà vệ sinh nhé. Thôi được, mẹ mày đuổi các chị mày đi khắp nơi. Đây, đây nhà vệ sinh, có bồn. Tắm này chắc ngâm người. Đấy. Đây là nhà vệ sinh, khu vực rửa tay chân. Tủ đồ, khăn tắm này, máy sấy đầy đủ. Ôi có cả máy giặt và bàn ủi này. Đấy, máy giặt bàn ủi. Cái này nó có translate là tại phải nói này. Đây là bảng hướng dẫn sử dụng máy giặt. À, hôm nay mình giặt đồ đi. Giặt đi. Mà làm sao khô kịp. Không sấy khô luôn á, không sấy khô vậy mà. Đấy. Chắc phòng này tối vậy đó. Đây, đây là cái bàn giặt đây, giường ngủ. Mình đang cố gắng để mở cái cửa của cái này ra. Không. Cửa khu vườn. Khu vườn này là để tối đến đấy, ngồi người, cái sở đúng rồi. Tối đến vừa đọc sách vừa
đọc truyện rồi ngắm cảnh ở khu vườn này. Dạ, ôi, nhà rộng chứ đâu nhỏ đâu. Này. Rộng mà. Tối mà mong có nhìn cái gì đâu. Thì chứng tỏ mấy nhà kia ở ngoài nhìn nó nhỏ, vào trong nó cũng rộng. Đây là mình sẽ quay lại một vòng để các bạn nhìn toàn cảnh ha. Một đây là một cái căn nhà truyền thống mà bọn mình muốn trải nghiệm cái nhà truyền thống của Nhật Bản như thế nào, thế nên cả nhóm mới quyết định thuê một cái để nằm sạc và hôm sau thì sang khách sạn để nằm giường bình thường. Vậy là kết thúc ngày thứ hai và sang ngày thứ ba thì hiện tại là bọn mình đã dọn dẹp xong một căn phòng đây rồi. Dọn xong sạch sẽ để trả lại cho chủ nhà. Đây, phòng khách, kia là phòng ngủ. Thì bọn mình có để trải 4 cái nệm ra. Đây là khu vực bàn ăn, bếp. Ở đây tất cả mọi thứ đều có bảng hướng dẫn cho mọi người. Từ bát, đũa, chén rồi sử dụng bếp ra làm sao, tủ lạnh sao, máy giặt sao. Nói chung khá là tuyệt vời và rất hài lòng với căn nhà này. Có một điểm mà căn nhà này rất là lạ, rất nhiều búp bê. Phải đến 5-6 cái búp bê này. Chả hiểu sao nhiều vậy. Có lẽ đây là một cách trang trí trong nhà truyền thống của Nhật. Rồi các bạn để ý này, nhà này rất nhiều búp bê nhá. Chắc là một phần là do sở thích của chủ nhà cũng như là một cái nét truyền thống văn hóa của bên Nhật ha. Họ sở thích như vậy. Rồi. Tiếp tục bây giờ mình sẽ review cho các bạn khu vườn nhé. Đấy. Ở phía sau nhà có một khu vườn ở giữa được trồng cây phong. Hiện tại thì cây phong đang vừa mới ra lá mới và có hoa. Có ngoài bên này có để cho các bạn mấy đôi guốc để ra đây thưởng thức. Đấy. Có một khu vườn Nhật nhỏ nhỏ tại nhà. Cái phòng mình rất thích cái kiến trúc này của những người Nhật, họ rất là tinh tế trong việc sắp đặt những cái kiến trúc nội thất cũng như là bố trí cái quang cảnh cho một ngôi nhà. Đây có đèn vườn, đây có cả một cái hoa trà nữa này. Kyoto là cố đô cũ của Nhật Bản, thì thành phố này với hơn 1,5 triệu dân và hơn 2.000 cái đền chùa được thờ Phật và thần đạo. Đây cũng là một cái thành phố mà được giữ cái nét cổ kính nhất của Nhật Bản. Hi, đây là hành trình ngày thứ 3 bắt đầu đi gửi đồ tại khách sạn này, có tên là Villa Front Kyoto Semir. Đấy, nhưng mà rất buồn là khách sạn này hiện tại đang không có ai ở đây. Bọn mình cũng không làm cách nào mà để liên lạc được với chủ nhà. Cho nên bây giờ mọi người đang quyết định là sẽ gửi đồ tại đây và đi. Bằng cách là cứ để đồ đấy, sau đó ghi lại miếng giấy hoặc cầm cái booking của mình. Mọi người đang tức vào. Này, tiếp tục là hiện tại là ở chỗ này không có chỗ gửi đồ. Và cũng chẳng phải check in mà sẽ là check in ở một địa điểm khác. Cho nên cả nhóm lại phải lách cách vác đồ đi theo tới Kyoto Station để mang hành lý đi và ngày hôm nay đi chụp hình kimono. Một hành trình khá là dài. Mình vác cái ba lô nặng thế không đấy? Mình đang bắt xe tới quận Chigen. Đây là một quận rất là nổi tiếng của Kyoto. Và đặc biệt nó có còn rất là nhiều các nhà hàng, quán xá, còn biểu diễn nghệ thuật gây xa ở đây nữa. Thì ngoài cái khu
phố cổ này ấy, thì nó còn có nổi tiếng với các ngôi nhà gỗ cũ, các quán trà, các nhà hàng độc quyền và đặc biệt các samurai hay tới đây. Thì bọn mình đối với kimono thì được coi là một cái trang phục truyền thống của Nhật Bản. Nó là văn hóa của Nhật cũng như là tôn vinh những cái nét đẹp của người phụ nữ Nhật Bản và đặc trưng của cái văn hóa xứ sở Hoa Anh Đào. Cho nên bọn mình đã chọn chụp hình cùng áo cái bộ trang phục kimono. Đây là cái cửa hàng mà bọn mình sẽ thuê này, bọn mình mua ở trên Kalook nha các bạn. Mua ở trên Kalook đâu đó giá khoảng cỡ tầm 600 ngàn cho một lần thì phải. Mình có áo yukata rồi cho nên mình không có. Đây tiếp tục là cái tiệm mà bọn mình sẽ thuê kimono này. Cái tiệm này bọn mình đã đặt trước ở Kalook, thế nên bây giờ chỉ cần cầm phiếu tới và chọn mẫu kimono mà phù hợp thôi. Chủ yếu là các bạn nữ thuê chứ mình cũng chẳng có nhu cầu. Hôm qua mua một cái áo Nhật rồi, cho nên cứ thế mà diễn thôi, không cần thiết lắm. Ôi, bộ này đẹp quá, bộ này màu này rất thích. Thì bọn mình đã đặt trong Kalook nên giá nó rẻ hơn đến với chơi trực tiếp nha. Các bạn có thể xem các bạn giá ở đây này. Đấy, bên nhà. Chị nó thích quá, rất là cách mà họ trang trí nó rất là tinh tế và nó rất là nhẹ nhàng nhá. Không quá cầu kỳ nhưng mà rất là đẹp. Đấy, sau khi xong thì bọn mình tiến hành tiến đi về phố cổ ở dưới gần để bắt đầu chụp hình Hoa Anh Đào. Hiện tại là bọn mình đã đến cái khu mà chuyên để chụp hình kimono. Tại đây là ba bạn nữ đã thuê đồ và mặc đồ xong. Và đây là các bạn gia đăng ký và khúc này là Hoa Anh Đào. Nhưng mà rất tiếc là cái mùa Hoa Anh Đào giờ nó đã tàn và nó chỉ còn lại những cái lá xanh còn cái cuống hoa như vậy thôi này. Đây là cái khu mà rất là đông người chụp kimono của Kyoto nhé. Trời ơi, con sông đẹp quá. Con sông này mà vào mùa hoa anh đào lộ rộ chắc rất là tuyệt vời. Bên kia còn có mấy cái hoa trà này. Các bạn Nhật dễ thương quá. À nha nha nha. Cái studio thì nếu mà các bạn không có chụp hình được hoặc đi một mình thì có thể thuê cái dịch vụ họ có nhiếp ảnh gia để cùng chụp hình cho mình nhé. Thì tùy vào cái thời lượng cũng như cách chụp mà chi phí nó sẽ khác nhau thì ở studio có dịch vụ luôn. Đây là một con đường gỗ ở chỗ đoạn bọn mình đi tới đường Thanh Thủy. Đây là các cái cửa hàng quán ăn mà có cái gây xa. Xin chào các bạn, hiện tại là mình đang có mặt ở chùa Kijomizu hay còn gọi là chùa Thanh Thủy. Chùa Thanh Thủy được xây dựng vào năm 1779 vào thời Nara. Chùa có cái kiến trúc đậm chất Nhật Bản được nằm tại cố đô Kyoto. Đây, hiện tại thì rất là đông, đang vào mùa cao điểm của du lịch mùa hoa anh đào. Nên đây mình có thể tham quan được một số các địa điểm trên. Nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan và khám phá khu đền này nhé. Chùa là một địa điểm không thể thiếu được khi mà các bạn tới tham quan cố đô Kyoto.
Chùa Thanh Thủy thì hàng năm đón khoảng có 3 triệu người tới cung bái và rất nhiều người Việt Nam tại chỗ này. Thì chùa được có bắt tên bắt nguồn từ một cái dòng nước chảy vào con thác Otawa và kêu không ngừng trong cái nỗ Otawa Yama. Và ở trong cái này thì một người sáng lập ra cái chùa này là cư sĩ Iyo, ông tổ ngôi chùa đã tu hành khổ hạnh trong cái dòng thác hay chảy. Tại ba dòng thác vẫn còn tồn tại, tượng trưng cho trường thọ, tình duyên và học hành hành đạt. Người ta tin rằng ba ngọn thác này được rất là linh nghiệm về những cái điều này, và họ đều chiêm bái uống cái ngụm nước ở một trong dòng ba thác này sẽ gặp được may mắn đấy. Và ngược lại, nếu mà uống hai ngụm thì sẽ linh ứng giảm đi một nửa. Thì ai cũng muốn là uống được ba cái. Trên đường mà các bạn đi về thoải trong trên đồi thì có rất nhiều các cửa hàng bán các quạt giấy, búp bê và đồ ăn thức uống cũng như là đồ gốm sứ ở đây, và đặc trưng Hello, so nice. Họ bán chủ yếu là tất cả những cái đồ lưu niệm mà cho khách có thể mua và mang về, và đặc biệt ở đây rất là nổi tiếng hai loại đó là kem và bánh, đủ các loại, đặc biệt là với ngụy trà xanh. Như vậy là bọn mình đã kết thúc ngày thứ 3 tại đây, một ngày khá là dài và mệt, đi bộ rất là nhiều, và bây giờ cả nhóm đang lấy hành lý từ cái chỗ thuê kimono và bắt xe bus để về tới homestay. Nào, hẹn gặp lại các bạn trong hành trình tiếp theo.